Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay cô sẽ sửa đề thi của quận 4 năm 2018 và 2019. Thì đề thi gồm có 6 câu là 5 câu số và 1 câu hình. Thì ở video lần này cô sẽ sửa 4 câu số đầu tiên. Bây giờ cô sẽ sửa bài 1. Đây. Bài 1 đề kêu mình giải các phương trình sau thì cô sẽ làm câu A. 7 nhân cho 5 trừ x sẽ bằng 11 trừ cho 5x. Rồi, nhân phân phối vào. 7 nhân 5 là 35, 7 nhân trừ x là trừ 7x sẽ bằng 11 trừ 5x. Rồi, tương đương x chuyển sang trái, số chuyển sang phải. Trừ 7x cộng 5x sẽ bằng 11 trừ 35. Tương đương trừ 7x cộng 5x sẽ là trừ 2x sẽ bằng 11 trừ 35 là trừ 24. Rồi cô chia cả hai vế cho trừ 2 thì x sẽ bằng 12. Vậy x bằng 12. Rồi câu B. X bình cộng 4 cho bình trừ 4 cộng cho x trừ 9 nhân cho x trừ 2 bằng 0. Rồi cô thấy đây x bình trừ 4 nó chỉ là hàng đẳng thức x trừ 2 nhân cho x cộng 2. Rồi cô ghi ra x trừ 2 nhân x cộng 2 cộng cho x trừ 9 nhân x trừ 2 bằng 0. Rồi mình thấy có nhân tử chung là x trừ 2. Tương đương x trừ 2 nhân cho x cộng 2 cộng cho x trừ 9 sẽ bằng 0. Rồi. Tương đương x trừ 2 nhân cho x cộng x là 2x. 2 trừ 9 là trừ 7 sẽ bằng 0. Tương đương x bằng 2 hoặc x bằng 7 phần 2. Rồi vậy x bằng 2 hoặc 7 phần 2. Rồi câu C. X trừ 1 phần x trừ 2 cộng 5 phần x cộng 2 bằng trừ 12 phần x bình trừ 4. Rồi ở đây cô thấy x bình trừ 4 nó sẽ là hàng đẳng thức x trừ 2 nhân cho x cộng 2. Vậy mẫu chung của mình là x trừ 2 nhân x cộng 2. Rồi tiếp theo là điều kiện. Điều kiện là mẫu khác không, x trừ 2 khác không, x cộng 2 khác không. Hiển nhiên x trừ 2 khác không và x cộng 2 khác không thì x bình trừ 4 cũng sẽ khác không. Vậy tương đương x khác 2 hay là x khác trừ 2. Rồi cô sẽ quy đồng mẫu. Tương đương x trừ 2 nhân cho x cộng 2 chia lên là sẽ ra x trừ 1 nhân cho x cộng 2 cộng cho x trừ 2 nhân cho x cộng 2. X cộng 2 chia cho, đây là mất, chỉ có x trừ 2, 5 nhân cho x trừ 2. Rồi ở đây giữ nguyên. Tại vì nó là một rồi. Rồi. Bỏ mẫu luôn, x trừ 1 nhân cho x cộng 2 cộng cho 5 nhân cho x trừ 2 sẽ bằng trừ 12. Rồi. Thay chuyển x bình cộng 2x trừ x trừ 2 cộng cho 5x trừ 10 sẽ bằng trừ 12. Rồi. Tương đương x bình 2x trừ x cộng cho 5x là cộng 6x. Rồi. Trừ 2, trừ 10 mà cộng cho 12 là mất. Bằng 0. Rồi mình đặt nhân tử chung. X nhân cho x cộng 6 sẽ bằng 0. Vậy tương đương x bằng 0 hoặc x bằng trừ 6. Rồi xét nghiệm, xét điều kiện ở trên có khác không? Có, thì mình nhận. Nhận
Vậy s bằng 0 hoặc là trừ 6. Rồi. Có thể sửa thành bài 2. Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. Rồi câu A. 3 nhân cho 2 cộng x sẽ bé hơn hoặc bằng x trừ 8. Rồi cô sẽ khai triển. Tương đương 3 nhân cho 2 cộng 3 nhân cho x sẽ bé hơn hoặc bằng x trừ 8. Tương đương 6 cộng 3x bé hơn hoặc bằng x trừ 8. Rồi x chuyển sang trái, số chuyển sang phải. 3x mà trừ cho x là còn 2x. Trừ 8 mà trừ cho 6 là trừ 14. Vậy tương đương chia cả hai vế cho 2 thì mình không cần phải đổi dấu bất phương trình là trừ 7. Rồi, biểu diễn tập nghiệm nhân trục số, cô sẽ vẽ trục số ra. Đây. Đây là 0. Vậy đây là trừ 7, là số bé hơn 0. Mình chỉ lấy những số bé hoặc bằng trừ 7, cho những số lớn hơn trừ 7 mình sẽ loại đi. Đây, bên phải. Bé hoặc bằng thì là mặt vuông. Rồi. Câu B. 2 nhân cho x trừ 3 phần 7 trừ cho x trừ 5 phần 3 sẽ lớn hoặc bằng 12x cộng 4 phần 21. Rồi, dễ thấy đây mẫu chung sẽ là 21. Rồi mình quy đồng mẫu, tương đương 21 trừ 21 sẽ lớn hoặc bằng 21. Rồi, 21 chia 7 là 3, 3 nhân cho 2 là 6. 6 x trừ 3. 21 chia cho 3 là 7 nhân cho x trừ 5. Rồi giữ nguyên. Rồi. Mình bỏ mẫu luôn. Tương đương 6 nhân cho x trừ 3 trừ 7 nhân cho x trừ 5 sẽ lớn hoặc bằng 12x cộng 4. Bây giờ mình sẽ khai triển nè. 6x trừ 18 trừ 7x cộng 35 sẽ lớn hoặc bằng 12x cộng 4. Rồi x chuyển sang trái, số chuyển sang phải. 6x trừ 7x trừ 12x sẽ lớn hoặc bằng 4 cộng 18 trừ 35. Rồi 6 trừ 7 trừ 12 thì là bằng trừ 13x sẽ lớn hoặc bằng 4 cộng 8. 4 cộng 18 trừ 35 là trừ 13. Thì mình phải chia cả hai vế cho trừ 13. Mà chia cho số âm thì phải đổi dấu bất phương trình. Vậy x sẽ bé hơn bằng 1. Rồi. Đây. Đây là 0. 1 là số lớn hơn 0, nghĩa nằm bên phải. Mình chỉ lấy những số bé hơn bằng 1. Thì những số lớn hơn 1 mình loại đi, gạch đi. Đây là dấu bé hơn hoặc bằng nên sẽ là mặt vuông. Rồi. Cô sẽ sửa sang 13. Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4 mét và chu vi bằng 40 mét. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Rồi mình nhớ là công thức chu vi là gì? Chu vi là chiều dài cộng chiều rộng nhân 2. Rồi. Bây giờ cô sẽ gọi chiều rộng của hình chữ nhật là x. Gọi x là chiều rộng của hình chữ nhật, chiều rộng của hình chữ nhật. X sẽ đơn vị là mét và x lớn hơn 0, tại vì nó là số dương. Nó là chiều rộng nên nó bắt buộc phải lớn hơn 0. Rồi khi đó chiều dài của hình chữ nhật là chiều dài hơn chiều rộng 4 mét, và chiều dài sẽ là x cộng 4 mét. Cộng 4 mét. Rồi. Bởi vì chu vi của hình chữ nhật là 40 mét, nên ta sẽ có cái phương trình là vì chu vi của hình chữ nhật là 40 mét, nên ta có phương trình chiều dài x cộng 4
Còn chiều rộng x nhân 2 sẽ bằng 40. À, giải phương trình ra. X không biết là 2x, 2x cộng 4 nhân cho 2. X cộng 4 nhân cho 2 sẽ bằng 40. Tương đương 2x cộng 4 sẽ bằng 20. Rồi tương đương x bằng 8. Đơn vị là mét. Rồi đề hỏi gì tính diện tích hình chữ nhật đó. Chiều rộng là 8. Để suy ra được chiều dài là chiều dài của hình chữ nhật là x cộng 4 là bằng 12 mét. Rồi, diện tích hình chữ nhật sẽ là chiều dài hơn nhân chiều rộng. 8 nhân cho 12 thì sẽ bằng 96 mét vuông. Rồi. Rồi, cô sửa bài 4. Một trạm xăng trong một ngày bán được 1.500 lít xăng. 1.500 lít xăng gồm hai loại là xăng sinh học E5 và xăng A95, thu được 29 triệu 598 đồng. Nếu giá một lít xăng là 18.500 đồng E5, giá một lít xăng A95 là 20.180 đồng. Em hãy tìm xem trạm xăng ấy bán bao nhiêu lít xăng mỗi loại. Rồi, bây giờ cô sẽ gọi x, đơn vị là lít nè, là số lít xăng sinh học E5. Bán được trong một ngày. Thì khi đó, tổng của số lít xăng là 1.500, thì x là số lít xăng sinh học, vậy thì số lít xăng A95 sẽ là 1.500 trừ x. Khi đó số lít xăng A95 bán được trong một ngày là 1.500 trừ đi ít lít. Rồi, theo đề ta sẽ có tổng số tiền của hai lít xăng, của số lít xăng hai loại xăng là 29 triệu 598 nghìn đồng. Rồi, mình ta lại có số tiền của mỗi lít xăng thì cô sẽ nhân lên. 1 lít E5 thì là 18.500 đồng, vậy x lít E5 thì sẽ là 18.500 đồng nhân cho x. Tương tự với số xăng A95. 18.500 nhân cho x cộng cho 20.180 nhân cho 1.500 trừ x sẽ bằng 29.598.000. Rồi, tương đương bấm máy tính ra được x bằng 400. Vậy trạm xăng bán được bốn trăm lít xăng E5. Rồi, số lít xăng A95 sẽ là 1.500 trừ x là 1.500 trừ cho 400, vậy là 1.001 lít xăng A95. Rồi.